Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lên sóng chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2018, model mới, mẫu mới của 2019 mọi người nhá. Chiếc xe này thì hôm trước khi mà mới về em có lên sóng một lần rồi, nó buổi tối nó hơi khó nhìn một chút. Thì hôm nay ban ngày em có thời gian quay cho mọi người xem. Đây là phiên bản 2.0 mọi người nhá. Bản này của em là bản full option, bản cao cấp nhất của Kia Cerato rồi. Hiện tại thì những chiếc Cerato này ở trên thị trường có thể nói, em đánh giá có thể nói là rất là hot luôn. Trong cái phân khúc dao động từ 500 đến 600 triệu thì thật sự luôn, cái chiếc Kia Cerato form mới này có thể nói là hot nhất. Thậm chí là hot hơn cả Mazda 3 và Elantra. Trước đây thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần, nếu trong 3 phân khúc, trong 3 chiếc xe Cerato, Cerato, Mazda 3 và Elantra thì em vẫn thích cầm lái nhất là Elantra. Tuy nhiên thời điểm hiện tại bây giờ nha mọi người nha, sau này khi mà bây giờ nó có Cerato form mới này này thì nó khác hoàn toàn so với cái Cerato ở form cũ đời trước đó. Cái chiếc Cerato này nó hoàn hảo hơn khá là nhiều, thật sự nó rất là đẹp. Em phải công nhận một điều, nó rất là đẹp, nó đẹp hơn nếu mà để nói nhá, thì có thể người này mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng, nhưng với em, cá nhân em thì Cerato ở cái đời này rất là đẹp. Nó thể thao, năng động hơn rất nhiều so với trước đây. Cái Cerato ở form cũ ấy, thì nhìn nó không khỏe khoắn và nó không điệu đà như chiếc này. Chiếc này thật sự là nó điệu hơn rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều, và nó thay đổi rất rất nhiều so với cái đời trước đây. Từ form dáng cho đến cảm giác lái, đến nội ngoại thất thì đều khác. Về cái cảm giác lái của Elantra nhá mọi người nhá, thì vẫn như vậy, vẫn là một cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng, và máy nó rất là mượt, là tròn đó, ổn định. Nó không như dòng Mazda 3 thì thật sự là đẹp. Tuy nhiên là nó sẽ, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Với cá nhân em thì Cerato và Elantra vẫn là hai cái mẫu mà em cảm thấy ưng nhất. Thật sự là Mazda 3 thì có quá nhiều trên thị trường. Đó cũng có thể là một điểm gì đó mà khiến em lựa chọn những chiếc Cerato thay vì Cerato và Elantra thay vì Mazda 3. Đó. Thôi, quay trở lại với chiếc xe này nhá. Hết chia sẻ rồi. Ngắn gọn thôi. Kia Cerato sản xuất năm 2018. Mẫu mới, model mới. Biển tỉnh mọi người nhá. Đây là phiên bản 2.0 biển tỉnh. Và chiếc xe này thì ở trên thị trường hiện tại đa số là sổ 19 thôi. Cái này của em là sản xuất 2018. Đây là mẫu mới mọi người nhá. 18 thì sẽ có hai form, có form cũ và form mới á. Chiếc này của em là form mới. Form mới này thì nó giống y hệt như là 19-20. Nội thất sẽ có hai màu đỏ đen. Đây là toàn bộ khung cảnh của chiếc xe ở bên trong. Đây là vô lăng. Đó. Hiện tại nhá, em xin chia sẻ thêm luôn. Chiếc xe này của em hiện tại là đồng hồ là 27.000 km. Tuy nhiên chiếc xe này thì em mua lại của anh em thợ rồi, cho nên là em không dám cam kết km chuẩn là 27.000. Đấy, phải nói luôn và nói rõ ràng với quý anh chị trước khi anh chị xuống tiền mua cho thoải mái. Xe thì đồng hồ bây giờ là 27.000, nhưng chất xe này khoảng tầm 4 vạn km mọi người nhá. Tức là nó chạy khoảng tầm 3 vạn mấy, 4 vạn hoặc là loanh quanh khoảng 4 vạn. Đấy là theo kinh nghiệm và theo những cái kinh nghiệm của em sau bao nhiêu năm làm nghề, thì em nhận định chiếc xe này nó chạy khoảng 4 vạn km. Và đồng hồ hiện tại thì nó chỉ có 27.000 thôi. Thì đấy, phải nói trước anh chị mua xe ở bên em thì biết rồi, rất là vô tư và thoải mái đúng không ạ? Chia sẻ ngay từ đầu, tránh mất thời gian của cả hai bên, để hai bên được hài lòng và ưng ý. Thuận lợi thì đồng ý thì mua. Đó. Nên là anh chị có thể nghiên cứu kỹ nhá. Đó, em phải nói trước, không đến lúc lại bảo là xe tua km hay là mọi thứ. Đó. Thì chiếc xe này của em, theo như em kiểm tra tại thông tin tại hãng, thì nó bảo dưỡng và
và ở hãng ấy thì lại thông tin lại chỉ dừng đến 2 vạn km thôi. Tức là sau đó thì có thể là sẽ bảo dưỡng ở ngoài đó, hoặc là xưởng ở ngoài đó. Còn bên em thì vẫn cam kết chiếc xe của mình không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản đó, chuẩn chỉ với quý khách hàng, từ pháp lý cho đến mọi thứ. Nói chung là bên em mua bán như nào thì rất là nhiều anh chị nắm được rồi. Em xin chia sẻ thêm như vậy để cho anh chị nào mua lần đầu, hoặc là mới mua, hoặc là mới tìm hiểu đến bên em thì anh chị sẽ nắm được. Rồi, còn lại thì bên em vẫn có thể hỗ trợ anh chị vay 70%, giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Đó. Thêm một điểm nữa, bên em có dịch vụ thu mua đổi các lại xe đã qua sử dụng mới nhá. Nếu như anh chị muốn mua bán hoặc đổi xe đã qua sử dụng thì có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để có thể trao đổi và thương lượng về giá cả của chiếc xe. Hiện tại đây, như em đang nói, đồng hồ 23.000 km. Còn nữa nhá, nếu như anh chị muốn đổi các thì hãy chụp đăng ký đăng kiểm xe của mình, chụp ảnh nội thất ngoại thất xe, sau đó gửi cho em qua Zalo hoặc Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Mọi người sẽ cùng nhau trao đổi về cái giá xe của anh chị cũng như là xe của em. Đồng ý thì em sẽ đưa ra một con số để cả hai bên cùng hợp lý. Nếu đồng ý thì là sẽ làm thủ tục đổi các thôi ạ. Anh chị nào mà thường xuyên theo dõi hoặc sử dụng Facebook thì có thể qua Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để thương lượng và alo cho em, và theo dõi được tình hình mua bán, cập nhật được những xe mới về và sắp về của bên em mọi người nhé. Ở Zalo thì cũng có thể trao đổi và theo dõi được, nhưng Zalo nó hơi giới hạn bạn bè và Zalo của em thì nó bị full rồi. Đó. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.